Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Mặt nạ của nhà vua. Ngày xưa, có một ông vua rất độc ác. Ông không hiểu được lòng dân cũng như quan quân trong triều. Suốt thời gian dài, ông phải đích thân cầm quân đi đánh dẹp những cuộc nổi loạn chống lại mình. Cho đến một buổi sáng thức dậy, ông cảm thấy mệt mỏi và nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn. Là bậc đế vương, nhưng ta không hề cảm thấy hạnh phúc. Đi tới đâu cũng chỉ có ánh mắt oán hận dõi theo. Ta chỉ ao ước có một cuộc sống yên bình trong việc trị vì dân chúng như những vị vua khác. Lẽ nào việc này khó đến thế sao? Pháp sư, đúng rồi, có lẽ chỉ có ông ấy mới cho ta câu trả lời lúc này. Người đâu? Mau truyền pháp sư tới. Đó, theo người thì ta phải làm thế nào để có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chứ? Thần có thể giúp bệ hạ, nhưng bệ hạ phải chuẩn bị tinh thần làm theo mọi hướng dẫn của thần. Được, ta đồng ý. Xin bệ hạ cho thần 3 ngày để chuẩn bị. Thần sẽ dâng lên bệ hạ một món quà. 3 ngày trôi qua, đúng như lời giao hẹn, pháp sư dâng lên vua một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ giống y như khuôn mặt của nhà vua, duy nhất chỉ có một sự khác biệt. Là đường nét trên chiếc mặt nạ lại tươi vui, hòa nhã, khác hẳn với khuôn mặt của nhà vua lúc nào cũng nghiêm nghị, cao có. Ta không thể đeo chiếc mặt nạ này được. Chiếc mặt nạ này không phải là khuôn mặt thật của ta. Sẽ không có ai nhận ra ta nữa. Ta sẽ bị chôn vùi và dân chúng sẽ giữ mãi lòng oán hận đối với ta. Nếu bệ hạ muốn thần giúp, bệ hạ phải luôn mang chiếc mặt nạ này. Được rồi, ta đành làm theo lời nhà ngươi vậy. Từ khi mang chiếc mặt nạ với những nét phúc hậu, nhà vua dần nhận được sự yêu mến lẫn kính trọng của triều đình và thần dân. Nhận thấy điều đó, nhà vua rất hài lòng và cách cai trị của ông cũng có những chuyển biến tích cực. Ông đã quan tâm tới đời sống của nhân dân, biết lắng nghe nguyện vọng của họ và giảm hẳn việc binh đao. Chẳng bao lâu đất nước trở nên thanh bình, thịnh trị. Nhưng sâu thẳm trong nhà vua vẫn còn nỗi buồn phiền. Dù vương quốc ngày càng an lạc thái bình, dân chúng càng yêu quý tôn thờ ta, nhưng ta vẫn cảm thấy mình chưa được nhìn nhận như chính con người mình. Có phải vì tất cả những điều ta đạt được là nhờ chiếc mặt nạ phép thuật sao? Ta rất cảm ơn ngươi đã cho ta sự thay đổi, nhờ đó mà cả vương quốc có ngày hôm nay. Nhưng ta cảm thấy không thể tiếp tục lừa dối mọi người. Ta quyết định sẽ không mang chiếc mặt nạ này nữa. Thần nghĩ là được ạ. Bây giờ thần sẽ giúp bệ hạ gỡ chiếc mặt nạ ra. Thiệt ngạc nhiên, pháp sư coi đi. Ta không còn thấy gương mặt cũ kỹ của mình trong gương nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt tươi sáng, rạng rỡ hẳn. Thần biết mà, thưa bệ hạ, thậm chí gương mặt của bệ hạ bây giờ còn tươi sáng hơn cả chiếc mặt nạ kia đó ạ. Giờ thì ta đã hiểu rồi, vẻ đẹp tâm hồn chính là hình mẫu để tạo nên nét đẹp bên ngoài gương mặt. Và chiếc mặt nạ, dù có tuyệt vời đến mấy cũng chỉ là tạm thời thôi. Không ai có thể sống mãi với chiếc mặt nạ của mình, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn thật sự mới có thể làm nên hình ảnh đẹp nhất và bền nhất.